Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp và thẻ tín dụng thôi nha. Địa chỉ là số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình hỏi cứ nhắn tin qua trang fanpage nha. Zalo của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0618 748. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, một đổi một trong tháng đầu tiên nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc. Anh em ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng toàn quốc luôn, cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi mua hàng nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video này. Anh em chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. Thì hôm nay thì mình về được một số máy và có rất là nhiều máy giá rẻ cho anh em luôn nha. Anh em là có nhu cầu thì cứ inbox bên mình nha. Samsung Galaxy Note 20 phiên bản Mỹ nha mọi người. Máy còn rất là đẹp luôn. Năm cũ nha, 5 triệu thôi. Xiaomi Redmi Note 13, một con máy camera 108 chấm, màn hình OLED luôn. Máy đẹp keng 99. 3 triệu rưỡi nha, 3 triệu rưỡi. Redmi Note 10 5G, con này cây sim khác màu à. RAM 6128 nè. 2 triệu 9 nha, Note 10 5G, Note 11 5G. Con này là con Mi 10 5G, RAM 8128 nha. Mi 10 5G, RAM 8128, 3 triệu 7 nha mọi người. 3 triệu 7 đó. Huawei P30 Pro, RAM 8256, nó mẻ nhẹ xíu nè mọi người. Mẻ con tí á, tí á. 2 triệu 750 nghìn, 2750. Con này là con Sharp Zero 5G, một cũ 950, RAM 6164. Lâu lắm rồi mình mới cầm lại con này. Con này vừa hot, trong thời gian này nó hot lắm. Mạng đẹp quá mà. Mượt nữa chứ. Con cũ 950 rồi mọi người. Có cũ 950 vẻ đẹp hay chứ. Unihead tăng 1 nha. Máy mới nha mọi người, máy mới màu xanh. Unihead không, con này Unihead TikTok E chứ. Máy mới màu xanh. Đây. Có ốp lân đầy đủ luôn, máy new, hai màn hình nha. 3 triệu 7 nha, 3 triệu 7. Unihead TikTok E nha. Xiaomi Redmi Note 13 R Pro, Note 13 R Pro nha. Khá là đẹp luôn. RAM 12, mình nhớ trong là 256GB. Con này hiện tại mềm lắm mọi người. Có 4 cũ 350 thôi, rẻ nha. 4350 khá là mềm luôn rồi. Mình có một cái iPhone 8 lớp nha mọi người. Con này thì máy iPad nha, nghe gọi bình thường, xài bình thường. Hai cũ rồi, 8 lớp nha. Hai cũ. Vivo V29 Pro, V29 5G chứ. Một con máy mới mà hồi xưa máy mới nó mọi người biết bao nhiêu tiền không? 13 cũ mọi người. Bây giờ cây này đẹp keng như mới như thế này thì bên mình sẽ bán cho mọi người với giá là 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8 thôi. Siêu phẩm này về nha mọi người. Hôm nay thì mình lại về một cây Licaphone nè. Một con máy màn hình độ phân giải 2K 6.6 inch nè. Màn rất là đẹp nha. Con này thì RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB, kháng nước, kháng bụi và chạy chip Snapdragon là 888 nha. Con này thì màn hình tới tần số quét lên đến 240Hz và chạy chip Snapdragon là 888. Hai SIM nha. Hai SIM. Bây giờ thì giá chỉ có 5 củ 2 thôi. Khá là mềm nha mọi người, 5 củ 2. Thời điểm ra mắt em này mọi người cũng có thể tưởng tượng được không? 40 mấy củ á mọi người, nhưng mà sau 1 năm đến 2 năm ra mắt à. Bây giờ rất là dễ cho anh em trải nghiệm rồi, chỉ có lăn quanh 8 củ khoai thôi nha, 8 củ khoai, 8 hơn 8 củ, 8 củ 8 chứ, con này 8 củ 8 nha. Đây là Licaphone 2, siêu phẩm chụp hình luôn, đến từ nhà Leica nha, kháng nước kháng bụi, 2 sim 2 sóng luôn. Bên mình bán con này chỉ có 8 củ 8 thôi. Hôm nay mình về được có mấy cây à, cái Licaphone 2 này nó không có hàng nhiều nha mọi người, về được có mấy cây để anh em trải nghiệm thôi. Sony Xperia 1 Mark 3 nha, 1 Mark 3 hôm nay thì chỉ có 5 củ 6 thôi. Hiện tại thì mình còn màu này màu bạc và màu tím thôi nha. 1 Mark 3 bạc với tím, chỉ có 5 củ 6 nha mọi người. Con này cũng chip Snapdragon là 888 mà những cái cây Sony thì mọi người biết rồi, lúc mà ra mắt nó cao tiền lắm. Nó tới
hơn 10 hơn 30 củ lận. Con này là con iPhone 13 nha, hàng Việt Nam pin 87, máy rất là đẹp luôn nha, iPhone 13 chỉ có 9 củ 8. Anh em muốn nồi đồng cối đá thì hôm nay mình cũng có hàng luôn. Đây là con Hot Watch T7 nha. Cái thiết kế con này đẹp nha mọi người. Thiết kế đẹp, rất là đẹp nha. Con này thì RAM 4128, 3 củ 7 nha, máy mới nha mọi người, máy mới. Đây, 3 củ 7. 3 củ 7 lựa chọn một con nồi đồng cối đá có khả năng kháng nước, kháng bụi, kháng va đập cực kỳ tốt luôn nha. RAM 4128 màn hình Full HD. Một cái máy rất là đẹp nè mọi người. Con này là con Junihead TikTok E nha. Hai màn hình luôn, hai màn hình luôn, hai màn hình, máy mới luôn nha, new nguyên siêu luôn mà mình mới vừa khui siêu cho mọi người. RAM 4 GB 64, con này cũng kháng nước kháng bụi kháng va đập cực kỳ tốt luôn. Hai màn hình chỉ có 3 củ 7 nha mọi người, 3 củ 7. Sony Xperia 1 Mark 2 nha, hôm nay mình về hàng Xperia 1 Mark 2, máy rất là đẹp. Mình có màu trắng, màu màu đen, màu tím chứ, màu tím nha, màu tím nó bạc bạc đen đen khá là đẹp. Con này chip 865 kháng nước kháng bụi luôn nè. RAM con này sẽ là 8128. Cái viền này thì đẹp lắm nha. Viền này giống con 1 Mark 3 nha mọi người. Chỉ có 3 của 850, 3850 Sony 1 Mark 3 nha. Con này là con con này là con King Kong Power nha, Power, một con máy pin cực kỳ trâu, hơn 10.000 RAM. Con này sẽ 8 bộ nhớ 256 GB nha. Màn con này cực kỳ đẹp luôn, kháng nước, kháng bụi, kháng va đập luôn nha. Chỉ có 4 củ rưỡi nha mọi người, 4 củ rưỡi. Realme 10 nha mọi người. Con này thì rất là ngon luôn. Chip Helio G99, màn hình AMOLED nha, tần số quét là 90 Hz. Con này thì RAM sẽ là 8 GB, bộ nhớ trong là 256 GB luôn. Mọi người cần bộ nhớ cao thì mua mấy cái này nha, bộ nhớ nó khá cao. Màn hình đẹp lắm luôn nha mọi người, camera 50 chấm nha. Phun bóc như thế này nè, bên mình bán với giá là 3 củ 4 thôi, 3 củ 4 nha. Realme 11 mình có nhiều dòng lắm. Realme 11 nè, máy trần thì 3 triệu rưỡi nha, máy ra trần là 3 triệu rưỡi, RAM 8128, máy mới đang rất là cao. Camera chính 108 chấm, RAM 8128, hàng chính hãng nha. Màn hình cũng OLED luôn, chip thì nó là chip Helio G99 luôn nha mọi người. Helio G99. Màn hình thì cũng AMOLED. Tần số quét là 90 Hz luôn. Máy trần là 3 triệu rưỡi nha, full box là 3 triệu 6. Còn cái cây này thì bản 256 GB, mình cũng có máy trần và full box luôn và hai màu nha. Con này thì mình có màu đen và cái này là màu vàng. Bản 256 GB full box 3 triệu 9 và máy trần là 3 triệu 8 nha. Máy trần thì bên mình vẫn hỗ trợ cho mọi người cáp sạc hết nha mọi người. Honor X9B 5G, máy đẹp keng 99%, RAM 12, bộ nhớ 128 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon 6 Gen 1 màn hình cong nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 5 củ 8 thôi. Oppo Reno 10 nha, Reno 10. Reno 6 Pro chứ, Reno 6 Pro màn hình cong, RAM 8128, 4 triệu 250 nghìn nha. 4250. Xiaomi Redmi 12. Đây, máy rất là đẹp, camera 50 chấm luôn. Phụ kiện là chưa dùng tới luôn này mọi người. Đây, phụ kiện zin đầy đủ hết nha. Con này thì viên pin lên đến 5.000. Có cáp sạc và thêm cả ốp lân luôn. Con này 2550 thôi. RAM là 4 như trong 128 GB. Hôm nay mình có Redmi K40. Con này lõi loa trên. RAM 8 256 GB, 2 triệu 9 thôi mà nha mọi người. Anh em nào chiến game thì có thể mua con này nha, Redmi K40 Gaming, RAM 8 256 GB. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, RAM 8128, máy đẹp 99 nha. Hôm nay có 4 củ thôi, mềm lắm nha mọi người. Note 13 Pro 4 củ. Con Realme Q3S này khá là ngon nè. Con này thì chạy chip 695 5G, RAM 8128, chỉ có 2950 thôi, 2950. Con Realme 10 này nè, RAM 8 bộ nhớ 256 GB, không có bóc phụ kiện thì mình thanh lý cho mọi người với giá là 3 củ 2.
S22 Ultra 2 SIM, máy 97 nha, 9 củ 8 thôi, hàng Việt Nam luôn á, hàng Việt Nam mới được 2 SIM vậy nha, nó hơi trầy trầy, 9 củ 8 nha. Samsung Galaxy S10 lớn nha mọi người, 2 SIM, 3 củ 8 nha. Samsung Galaxy A35 5G, RAM 8 128, bản từ tháng 5 2025, 5 củ 8. S22 bản hàng 1 SIM nha, 7 triệu 2 nha, 6 triệu 2 nha mọi người, thanh lý cho mọi người 6 triệu 2. Con này mình còn rất là nhiều màu luôn. Đây, rất là nhiều màu luôn nha. S21 FE 2 SIM nha, 5 triệu 250, RAM 8 128 nha. Con này là S21 Ultra, máy thì còn đẹp 97 nha. 7 củ 7 nha mọi người, S21 Ultra. Google Pixel 7 Pro nha, máy đẹp nha mọi người, Pixel 7 Pro. Chỉ với giá là 7 củ rưỡi thôi. 7 củ rưỡi nha, Pixel 7 Pro. Con này là con OnePlus 12, bản RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB nha. Máy còn rất là đẹp, keng 99%, 12 triệu 9 nha. Huawei Mate 30 Pro, RAM 8 128, 5 triệu rưỡi nha. 5 triệu rưỡi. Con này là con Huawei Nova 11i nha, RAM 8 128, chỉ với giá là 3 triệu 2 thôi. Con này là con CV3 nha, RAM 12 256, 5 triệu rưỡi nha, CV3. Máy rất là đẹp luôn. Sony Xperia 5 Mark 2 nha, RAM 8 128, 3 triệu 6 nha. Sony Xperia 1 Mark 3, 5 triệu 8, máy khá là đẹp luôn. Google Pixel 6 nha mọi người. Pixel 6 nè, RAM 12 256, bản quốc tế, màn hình 2K, máy đẹp keng 98 99% nha. 6450 thôi, chỉ có 6450 thôi. Xiaomi Redmi K60 nha, RAM 8 256. 8 256 là 5 củ 7 nha, và 8 là 12 256 thì 5 củ 9, và 16 256 thì 6 củ 1 nha. Máy new nha mọi người, máy new. Bên mình có rất là nhiều màu luôn, anh em có thể lựa chọn nha. Bên mình đủ màu cho mọi người luôn. Samsung S22 LED 2 SIM nha. Máy thì 98%. 98% như thế này mình thanh lý cho anh em là 7 củ rưỡi nha. Còn máy 97 thì bên mình giá từ 6 củ 8. S22 LED là một con máy xài rất là ngon luôn nha mọi người. Rất là ngon luôn. Con này là con Xiaomi 12S Pro nha, 6450, và con Xiaomi 12 Pro thì bên mình chỉ có 5950 thôi, 5950. Hôm nay có Yết Mát rồi nè mọi người, Yết Mát 256 GB thay pin nha, 5950, 256 GB luôn. iPhone 11 Pro Max nha, 64 GB, pin 83, 7 triệu 6 nha. 6. Con này là con Xiaomi 12T, RAM 8 128, máy đẹp keng 99, camera 108 chấm nha, 5 củ 2. VinMark Lite 4 nha mọi người, Lite 4, RAM con này sẽ là 4 164, 1.950.000 nha, 1.950 thôi. Nè mấy con Realme này mọi người, RAM 8 128 nè, 3 triệu rưỡi nha. Xiaomi 13 Lite mọi người, Xiaomi 13 Lite, cây này có nứt mẻ một xíu kính rồi, nhìn không thấy luôn nè, nhìn không thấy, 3 triệu 4 nha, Mi 13 Lite. Con này thì máy đẹp 4 triệu rưỡi nha, Mi 13 Lite, RAM 8 128. Con CV2 là bản sách tay của Mi 13 Lite đó mọi người, 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2 thôi. Con này là con TCL 40SE, RAM 4 128 nha, 2 củ thôi mọi người, có một con máy màn hình to, pin cực kỳ trâu luôn. Redmi 10 5G, RAM 4 164, 2150 nha, mình có hai màu này, xanh và đen nè. Con này là con Xiaomi Redmi Note 9T 5G, RAM 4 164, 2150 luôn. Oppo A73 thì mình về được mấy cây nè mọi người, rất là đẹp luôn nha. A73 5G, RAM 8 128, chỉ có 2 củ 2 thôi nha, 2 củ 2. Xiaomi 11 Pro, RAM 12 256 nha mọi người, 4 triệu 9 nha, Xiaomi 11 Pro. Nokia C20 nha, C20,
một con máy chữa cháy, máy này mới mới nha, Nokia C20, RAM là 2GB, bộ nhớ trong 32. Máy mới nha, phụ kiện cáp sạc đồ tai nghe rồi chưa dùng hết. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 1 triệu mốt nha, 1 triệu mốt thôi. Có một cái máy tính bảng nè, iPad mini 3 4G và 16GB, Wi-Fi 4G 16GB nha, chỉ có 1.950.000 thôi. Mua con này về chiến game chắc được. Samsung Galaxy Tab A9 nha, RAM 3, bộ nhớ trong là 64GB, 2.3 nha, 2.3 thôi. Máy mới luôn nha, máy mới luôn. Mình có mấy cái này máy mới luôn nha. Màn hình của con này viền nó khá là mỏng và đẹp luôn. Xiaomi 12X nha, RAM là 8, bộ nhớ trong là 256GB, 4.8, Mi 12X nha, 4.8. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì mọi người cứ inbox bên mình nha. Bên mình thì có mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video của mình ạ.